Trời trời, bình thường quay clip á, thoải mái lắm, vô tư lắm, không có run. Mà sao hôm nay tự nhiên mình bất thường như các bạn, tự nhiên mình lại run ta. Hôm nay là ngày ngày cuối cuối cùng làm việc của năm 2022. Thì qua một năm lao động vất vả của tất cả chúng ta, ai cũng cố gắng, ai cũng hoàn thành tốt công việc. Và năm nay là một năm kinh tế cũng khó khăn. Nhưng mà nhờ vào sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của tất cả mọi người, và đem lại những thành quả rất là phát triển rực rỡ cho Kỳ Lân Luxury mình luôn. Thì để đáp lại cái sự cố gắng và sự phấn đấu vô cùng cật lực làm việc hết mình vì Kỳ Lân Luxury, nên anh có một chút quà Tết cho những bạn quản lý. Thì anh sẽ chia đều cho 5 bạn trong cái cọc này nha. Đầu tiên là bạn Hồ Điệp, thứ hai là bạn Mộng Trâm, bạn Phượng Hoàng, bạn Triệu Mẫn và bạn Tiêu Kha. Tuy nhiên sẽ có một phần bonus thêm. Các bạn chưa xong đâu, chưa xong đâu, quay lại, quay lại, quay lại. Bonus thêm cho 3 bạn. Trong đó có một bạn xuất sắc đặc biệt. Anh sẽ dành phần thưởng riêng. Và hai bạn, một bạn mới vừa lên quản lý thôi nhưng mà làm việc rất hiệu quả luôn. Anh cũng động viên tinh thần. Bạn ấy cũng là bạn trẻ tuổi nhất và mới vừa lên chức quản lý nên là anh bonus thêm. Và bạn Phượng Hoàng. Và đây là phần đặc biệt dành cho một người thủ lĩnh quản lý của Kỳ Lân Luxury. Chúc mừng em, bạn Tiêu Kha. Hy vọng rằng là qua năm chúng ta sẽ cố gắng hơn nữa để phát triển hơn gấp rất nhiều lần so với năm nay nữa. Hy vọng là mọi sự cố gắng chúng ta sẽ trở nên rực rỡ hơn. Cái này là thưởng cuối năm vì công sức của tất cả chúng ta cố gắng để có thành quả tốt đẹp, để có trái ngọt, để có những cái sự bùng nổ của Kỳ Lân Luxury. Thì đây là cái công xứng đáng của các bạn. Và đầu xuân sẽ có một cái lì xì rất dễ thương của Kỳ Lân Luxury dành cho tất cả các bạn đó nhé. Và kể cả các bạn nhân viên cũng được luôn.